Kính lạy Đức Phật Thích Ca Mâu Ni, kính thưa tăng đoàn và Phật tử đồng tu, chủ đề thầy kính gửi đến quý vị trong sáng hôm nay là giáo dục về đạo đức trong tuyên bố Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019. Kể từ khi cựu Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc Kofi Annan lấy biểu quyết 34 nước thành viên thông qua vào ngày 15 tháng 12, 1999, thì việc tưởng niệm Đức Phật vào trăng tròn tháng Vê Sắc từ năm 2000 trở đi đó như là sự kiện văn hóa tôn giáo toàn cầu. Tại trụ sở Liên Hiệp Quốc ở New York và các văn phòng Liên Hiệp Quốc khu vực, từ năm 2000 đến nay đó, lãnh đạo Liên Hiệp Quốc đã tôn vinh Đại lễ Vê Sắc lần thứ 20. Từ năm 2004 tại Bangkok đến nay, lãnh đạo Phật giáo thế giới tôn vinh Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc lần thứ 16. Nước Việt Nam vinh dự đăng cai đại lễ quan trọng này lần thứ nhất năm 2008 tại Trung tâm Hội nghị Quốc gia Hà Nội, lần thứ hai tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Bái Đính năm 2014 và lần thứ ba tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế Chùa Tam Chúc từ ngày 12 đến 14 tháng 5 2019. Lần 16 đối với cộng đồng Phật giáo thế giới, lần thứ ba đối với cộng đồng Phật giáo Việt Nam, thì Đại lễ Vê Sắc Liên Hiệp Quốc được xem đó là trọng thể nhất từ trước đến giờ. Có 112 quốc gia và vùng lãnh thổ với hơn 600 phái đoàn, 1.650 đại biểu quốc tế tham dự. Về nguyên thủ quốc gia đó thì có Tổng thống Miến Điện, Phó Tổng thống Ấn Độ, Thủ tướng Nepal, Chủ tịch Thượng viện Bhutan, Phó Tổng Thư ký Liên Hiệp Quốc, Tổng Giám đốc Liên Hiệp Quốc tại châu Á Thái Bình Dương, Tổng Giám đốc UNESCO, 26 đại sứ tại Hà Nội và nhiều đoàn ngoại giao quốc tế. Về phía Việt Nam á, trong lễ khai mạc có Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc trong tiệc chiêu đãi của Chính phủ
có Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trong lễ đàn hòa bình, có Phó Thủ tướng Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, và trong lễ bế mạc có Phó Thủ tướng Thường trực Trương Hòa Bình. Ngoài ra còn có các cựu Chủ tịch nước, cựu Chủ tịch Quốc hội, nhiều bộ trưởng, bí thư và chủ tịch 63 tỉnh thành trên toàn quốc. Mỗi ngày trong những ngày nêu trên ấy, có hơn 60.000 Phật tử trên toàn quốc về tham dự tại các khu vực như là Điện Tam Thế, Điện Quan Âm, Điện Pháp Chủ và những khu vực dành cho cộng đồng Phật tử. Các sự kiện lễ hội văn hóa như triển lãm văn hóa mỹ thuật Phật giáo, văn nghệ gồm Vê Sắc Thiên Liên và Di sản văn hóa, hội chợ văn hóa mỹ thuật Phật giáo, lễ tắm Phật theo truyền thống, các buổi quần pháp cho cộng đồng, diễu hành xe hoa, diễu hành thiền hoa, lễ hoa đăng, lễ đàn hòa bình. Mỗi sự kiện như vậy đó đón nhận từ 5 cho đến 30.000 Phật tử tham gia. Có hơn 5.000 sinh viên từ các trường đại học và cao đẳng thủ đô Hà Nội làm tình nguyện viên. 1.200 Phật tử chùa Vĩnh Nghiêm tình nguyện làm công tác hậu cần, tức là làm bếp núc và phục vụ mỗi ngày hơn 60.000 suất ăn cho Phật tử. Hàng ngàn các Phật tử đến từ nhiều đạo tràng tham gia vào các sự kiện khác nhau. Tất cả những điều này đó góp phần tạo nên sự thành công của Vê Sắc Liên Hiệp Quốc 2019 tại Việt Nam. Chùa Giác Ngộ thì phụ trách nhóm trợ lý ban thư ký gần 20 vị. Và đoàn Phật tử 360 người của chùa Giác Ngộ đó cùng góp phần vào những sự kiện nêu trên. Chùa Giác Ngộ và Quỹ Đạo Phật ngày nay đó phụ trách xuất bản ấn tống 30 đầu sách, trong đó có 16 quyển tiếng Anh, 14 quyển tiếng Việt, gồm 150.000 quyển, phục vụ cho các đại biểu quốc tế và quốc gia. Thì trong các sự kiện văn hóa đó, thầy còn phụ trách thêm đêm văn nghệ Vê Sắc Thiên Liên và triển lãm mỹ thuật Phật giáo Việt Nam quốc tế tại Điện Tam Thế, bên cạnh việc làm tổng điều phối hội thảo quốc gia, tổng điều phối hội thảo quốc tế diễn ra vào ngày 11 và 13 tháng 5 2019. Trong lễ bế mạc Vê Sắc Liên Hiệp Quốc đó, tuyên bố Hà Nam, còn gọi là tuyên bố Phật Đản Liên Hiệp Quốc 2019 đó,
gồm có 9 điều và 44 khoản. Trong thời gian qua đó, thầy đã giảng được 6 chuyên đề về tuyên bố Phật Đản Liên Hợp Quốc rồi. Và hôm nay là chuyên đề thứ 7 nhằm vào nội dung cách tiếp cận Phật giáo với giáo dục toàn cầu về đạo đức. Thì đây là điều thứ 6 trong 9 điều tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc. Nội dung gồm có 5 điều nhỏ, và mỗi điều đó gợi lên các giá trị từ việc ứng dụng đạo đức Phật giáo trong gia đình, xã hội, quốc gia và toàn cầu. Thì sáng hôm nay đó, tất cả chúng ta sẽ ứng dụng những lời dạy về đạo đức của Đức Phật trong cuộc sống qua tinh thần của tuyên bố về sắc Liên Hợp Quốc 2019. Điều 1, tái khẳng định rằng mục đích cuối cùng của giáo dục Phật giáo về đạo đức là giải phóng con người khỏi tự ngã và khổ đau. Tất cả những người tu học Phật biết rõ đó, trong 38.000 bài chân lý được Đức Phật để lại, chủ yếu xoay quanh ba vấn đề lớn nè. Vấn đề 1, phát triển trí tuệ như chìa khóa giải quyết các vấn nạn, bế tắc và khổ đau. Phát triển thiền định giúp con người tăng trưởng sức khỏe thể chất, sức khỏe cảm xúc, sức khỏe tâm trí. Và thực tập đạo đức giúp cho con người không vi phạm luật pháp, sống hữu ích cho mình và cho mọi người. Giáo dục về đạo đức được Đức Phật nhấn mạnh thuộc tầm quan trọng thứ hai sau trí tuệ. Trong nhiều kinh đó, Đức Phật khẳng định người có trí tuệ trước nhất là người sống đời đạo đức cao quý, không vi phạm luật pháp. Đối với Phật tử tại gia đó, triển khai cụ thể đó, thì trí tuệ về đạo đức gồm có 4 phương diện. Thứ nhất là lời nói chân chính, gồm không nói những gì chúng ta không đoan chắc là sự thật, không nói những lời gây đổ vỡ, phá hòa hợp, biến người khác trở thành kẻ thù, không nói những lời tục tiểu, quyền rủa, thề thốt,
châm biếm nặng nhẹ, không nói những lời tán gẫu thị phi, vu cáo xuyên tạc, gồm tất cả những lời nói xấu người khác. Phương diện hai đó là hành vi chân chính, gồm không giết người, bảo vệ hòa bình, không trộm cắp, chia sẻ sở hữu, không ngoại tình, chung thủy vợ chồng, không ma túy và rượu, giữ sức khỏe, chăm sóc hạnh phúc cho bản thân, gia đình và góp phần đóng góp cho xã hội. Về phương diện nghề nghiệp á, thì đạo đức Phật giáo dạy chúng ta thà ít vào một chút, chậm vào một chút, dứt khoát không phạm pháp, không dướng vào nghề sản xuất buôn bán vũ khí, dầu lợi nhuận á, gấp trăm lần, nghìn lần, triệu lần các nghề khác, thì dẫn đến chiến tranh và giết người. Tránh nghề buôn bán con người vì chà đạp nhân phẩm và vi phạm luật pháp quốc tế. Không tham gia các nghề mại dâm vì dẫn đến sự nghiện đắm nhu cầu hưởng thụ khoái lạc tính dục, truyền nhiễm các bệnh chết người qua đường máu và tình dục. Tránh các nghề đồ tể trực tiếp giết các loài gia súc và động vật vì cắt lìa sự sống của nhiều loài động vật. Không dứa dính vào các nghề cờ bạc, dầu phần lớn các quốc gia cho phép, thì nó dẫn đến tình trạng cố tổ sư thần bằng, phá hoại hạnh phúc và kinh tế gia đình. Không làm các nghề bào chế độc dược, buôn bán độc dược vì dẫn đến sự ngộ độc thực phẩm, cũng như bỏ thuốc độc giết hại con người. Về nỗ lực á, đạo đức Phật giáo dạy bốn phương diện: phòng ngừa để những điều xấu ác không có cơ hội phát sinh, nỗ lực kết thúc những điều xấu đã lỡ làm dù không ai biết, nỗ lực làm tăng trưởng các việc thiện Phật sự, nhân đạo sự đã từng tham gia, nỗ lực tạo cơ hội cho mình được làm việc nghĩa, việc thiện, việc phúc và việc Phật sự nếu từ trước đến là đến giờ chưa làm gì hết. Đó là bốn phương diện đạo đức Phật giáo. Lãnh đạo Phật giáo toàn cầu trong tuyên bố về Sắc Liên Hợp Quốc á, nhấn mạnh rõ mục đích cuối cùng của đạo đức Phật giáo gồm hai thứ thôi: khép lại khổ đau và giải phóng con người khỏi sự chấp ngã. Tức là đi vào chiều sâu á, bản chất của mọi khổ đau mà con người tự tạo ra hoặc bị người khác tạo ra, tự mình là tác nhân hay là nạn nhân, đều gắn với sự chấp ngã dưới nhiều hình thức khác nhau. Có những trở ngại và khổ đau đó do người khác tạo ra
hoàn cảnh chi phối, vô thường tác động, luật thay đổi. Nếu chúng ta vượt qua được sự chấp ngã đó, thì các khổ đau đó đó không bám trên cuộc sống của chúng ta lâu dài. Giống như là những giọt mưa tạt đổ lên trên các lá sen, lá sen không giữ lại nước. Còn khi một biến cố xảy ra trong đời đó, đối với người có thực tập Phật giáo đó thì vượt qua rất nhanh. Nhưng người kém thực tập, mặc dù là Phật tử đấy, thì mỗi một sự kiện khổ đau đó trở thành một nỗi ám ảnh, một vết thần tâm lý, mà về bản chất đó là chấp ngã. Dưới góc độ là gì? Tôi là nạn nhân, tôi bị khổ đau. Có rất nhiều người nghiện sự kể lể về khổ đau của mình cho những người thân thương, và nếu không hiểu về học thuyết hiểu và thương đó, thì muốn vợ mình, chồng mình, cha mẹ mình, anh chị em mình, bạn bè mình phải ngồi lóng tâm để nghe sự kể lể, kể dai, kể dài, kể dở về các khổ đau. Làm được như vậy đó thì người đó mới cảm thấy là xích xoa cái tôi được hiểu. Mà về bản chất đó, là khổ đau không có giá trị để chúng ta giữ lại trong đầu, chúng ta phải xóa sổ đó. Cho nên chỉ cần buông là khổ đau hết. Vì sự kiện khổ đau nó đã trải qua rồi. Nhưng mà rất nhiều người nặng về cảm xúc đó thì thiên về sự kể lể và ngộ nhận hiểu và thương, cho nên biến người thân của mình đó trở thành là sọt rác chứa đựng sự kể lể về khổ đau, tức là hâm nóng khổ đau, lây lan khổ đau sang những người thân. Về bản chất đó, đó là sự chấp ngã dưới góc độ là tôi đang khổ, tôi là nạn nhân. Bài kinh Vô Ngã Tướng được Đức Phật thuyết giảng tại vườn Nai ngay sau khi Đức Phật thuyết giảng kinh Chuyển Pháp Luân, là kỹ năng bao gồm kỹ năng nhận thức, kỹ năng tâm lý giúp chúng ta đặt gánh nặng khổ đau xuống khỏi cuộc sống của mình. Và công thức thực tập rất đơn giản: khi một khổ đau tấn công chúng ta, dù là ai tạo ra đừng quan trọng, và động cơ của người tạo khổ đau là gì cũng đừng bận tâm. Để vượt qua khổ đau đó, Đức Phật dạy: khổ đau này không phải là tôi, không phải là tự ngã của tôi, không phải là sở hữu của tôi. Phần lớn á, khi chúng ta bị chửi, bị mắng, bị nói oan, thì nhận thức thông thường mà chúng ta cảm nhận là gì? Tôi bị mắng, tôi bị vu oan, tôi bị chù dập. Và nhiều người đó không chịu dừng lại ở chỗ chấp ngã đó đâu, mà phải đi kể cho người khác biết để tạo ra liên minh, đứng về phía mình, ủng hộ mình để phản bác lại những kẻ xấu đó. Thực tế về phương diện công bằng xã hội, chúng ta được quyền như thế. Chúng ta được quyền tự do chọn phe, đứng về nhóm phái. Nhưng để giải quyết khổ đau đó, thì việc ứng xử theo cái quyền tự do được luật pháp bảo hộ đó không phải là cách giải quyết vấn đề. Nếu những điều người khác tổn hại đến mình đó là vi phạm luật pháp, quý vị có thể nhờ luật sư miễn phí hay luật sư trả tiền thì tùy, tạo ra công bằng xã hội. Nhưng đừng để cho tâm trả thù đó chi phối động cơ của mình.
Và công việc mà chúng ta phải xử lý về phương diện nhận thức đó, đó là tôi không là nạn nhân. Đi vào chi tiết hơn á, thì những nỗi đau trên thân, nỗi khổ ở cảm xúc, tri giác, tâm tư, nhận thức, Đức Phật dạy những thứ này không phải là tôi. Tôi không đánh đồng những cái khổ liên hệ đến thân thể, cảm giác, tri giác, tâm tư, nhận thức là tôi đau, tôi khổ. Mà cái này thì chúng ta tách nỗi khổ đau ra khỏi thân và tâm chúng ta. Những nỗi khổ này không phải là tự ngã của tôi. Tự ngã nghĩa là tâm thức ấy, khi mình còn sống. Sau khi chết tôi được gọi là linh hồn hay là hương linh. Mình không chấp đó là lâu dài với mình. Vì nhiều người cứ ngẫm là tâm tôi đau lắm, tôi không thể bỏ được, tôi không thể buông được. Những cô gái lụy tình, yêu đơn phương một chiều, hoặc là bị người khác lừa tình đó, đã không chịu buông bỏ khổ đau và cứ nghĩ là cái này là tự ngã của tôi, cái khổ đau đó là tự ngã của mình, cho nên ôm nỗi khổ đau đó trở nên điên loạn và có người đã tự tử chết. Đó là chấp vào tự ngã đang đau. Ở nhiều phương diện đó, thì nỗi khổ đau đó chúng ta xem như là một phần sở hữu cuộc sống của mình. Nỗi đau này là sở hữu của tôi. Vác nó 40 năm, nhét nó ở trong tim, đè nó ở trên não, tôn nó lên thượng đế, đi tới đâu đó, vác nó lên trên này, trân trọng sợ nó bị vỡ. Và cuối cùng á, chúng ta là nạn nhân khổ đau, vì cái khổ đau đó nó khép lại lâu rồi. Nhưng mà ý niệm về sự khổ đau đó và vô tình bằng cái nhận thức của tâm rằng đó, nó là tự ngã của tôi, là sở hữu của tôi, cái đau đó là một phần của tôi, không buông được. Cho nên đó, chấp nỗi đau về bản chất đó, là đang chấp ngã. Đây là tôi, đây là tự ngã của tôi và đây là sở hữu của tôi. Lãnh đạo Phật giáo thế giới đã muốn nhắn gửi trong điều này rằng đó, các Phật tử thực tập đó, phải tiến bộ lên để khi nỗi đau bao gồm trên thân và trong tâm tấn công chúng ta đó, thì cái công việc mà người tu học Phật cần phải làm đó, đó là xử lý khổ đau, đặt khổ đau xuống để khổ đau không đeo bám chúng ta như một bóng ma, như con đĩa dài, như cục hít 500, như là sợi dây sừng, như là ngục tù. Thì mỗi người tự đánh giá lại mình đi. Khi chúng ta bị khổ, bị đau bởi một người nào đó, bởi nhiều người nào đó, chúng ta đã thật sự mạnh dạn đặt chúng xuống chưa? Hay là cứ ôm nỗi khổ đau đó và mỗi khi được người khác khuyên hãy bỏ khổ đau đi thì mình giận luôn cả người đó, vì người đó không đứng về phía mình, không lắng nghe mình. Nghe điều tốt chứ anh nghe khổ đau làm gì? Khổ đau có giá trị gì đâu nghe. Thì cái công việc mà chúng ta phải nhớ là gì? Nếu chúng ta là nạn nhân của sự bất công, được Phật giáo cho phép chúng ta kiện tụng để mang lại cái công bằng xã hội và giáo dục cho những kẻ xấu không làm điều xấu ác tương tự với người khác. Còn việc xử lý khổ đau vẫn là nhận thức vô ngã ở tâm. Nếu không làm như thế, rất nhiều người chưa kịp trả thù đã bị tai biến mạch máu não rồi, vì hận quá, gọi là thân tàn ma dại. Do đó khép lại khổ đau ở phương diện cao nhất ấy, là vượt qua sự chấp ngã về khổ đau.
Các Phật tử nhớ điều này. Điều hai, tuyên truyền các khái niệm vô thường và vô ngã của Phật giáo trong nền giáo dục toàn cầu nhằm kiểm soát và chuyển hóa sự tham lam, giận dữ, vô minh vì một thế giới tốt đẹp hơn. Mục tiêu này là rất khó đạt được. Lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đó nhắc nhở chúng ta về niềm hy vọng và những nỗ lực mang tính cam kết để hướng đến mục tiêu đưa triết lý Phật giáo vào trong giáo dục công lập và tư thục ở nơi mà mình đang sống. Trước năm 1975 á, Giáo hội Phật giáo Việt Nam Thống Nhất có công lớn khi thành lập được Đại học Vạn Hạnh và 158 trường Trung học Bồ Đề, tức là đào tạo lớp 10, 11, 12 theo ngôn ngữ hiện nay. Chùa Giác Ngộ là trường Trung học Bồ Đề Chợ Lớn, gồm có 13 lớp học, một trệt hai lầu, và trên sân thượng là lớp học lớn nhất, khoảng gần 300 mét vuông. Mục đích của hệ thống trường Trung Bồ Đề đó là nhằm giúp cho con em Phật tử được giáo dục với chất lượng cao, giá học phí thấp, song song với chương trình học chữ, học nghề đó, thì các lớp trong hệ thống Trung học Bồ Đề đó đều có môn giáo dục đạo đức, nó được gọi là đức học. Thì môn đức học á, do cố hòa thượng Thích Minh Thành, nguyên là phó chủ trì chùa Ấn Quang, biên soạn và giảng dạy tại các trường thuộc phạm vi của thành phố Sài Gòn. Ở những nơi xa đó thì các vị thầy đó, tức là tu sĩ Phật giáo có bằng cử nhân ngoài đời, sẽ đảm trách môn dạy này nhằm giúp cho các thế hệ học sinh đó hiểu rõ về đạo đức Phật giáo. Ngày nay đó, từ năm 1945 ở miền Bắc, 1954 ở Bắc Trung Bộ, 1975 ở miền Nam, môn đạo đức Phật giáo đó đã bị cấm chỉ trong hệ thống tư thục, vì hệ thống tư thục phải khép lại theo quy định luật pháp xã hội chủ nghĩa lúc bấy giờ. Và ở trong các trường học đó, cũng hiếm khi môn học này đó được nhắc đến. Mãi cho đến mấy năm trở lại đây đó, người ta mới thay thế nó thành môn giáo dục công dân, trong đó giáo dục đạo đức chỉ là một phần nhỏ thôi, bên cạnh giáo dục luật pháp, giáo dục môi trường, giáo dục và quan hệ quốc tế và các hình thái giáo dục công dân. Nên nội hàm giáo dục đạo đức quá mỏng, từ đó dẫn đến sự suy thoái đạo đức ở con người Việt Nam. Nếu Bộ Giáo dục và Đào tạo cũng như các thầy cô giáo không sớm nhận ra được lỗ hổng này đó, thì các hậu quả về sự phá vỡ đạo đức cá nhân, đạo đức gia đình, đạo đức xã hội, đạo đức nghề nghiệp tiếp tục đe dọa hạnh phúc của con người.
Và ở đây đó, lãnh đạo Phật giáo thế giới nhấn mạnh rõ về triết lý vô thường vô ngã như là một phần cốt lõi của giáo dục đạo đức, chứ không chỉ dừng lại ở phòng phi chỉ ác hướng thiện. Giáo dục ban đầu á, là phải là phòng phi, tức là ngăn chặn những điều xấu ác không có cơ hội xảy ra. Chỉ ác á, là kết thúc và khép lại những điều phạm pháp phi đạo đức ngược lương tâm, gây tạo khổ đau, để không cho chúng tiếp diễn ở hiện tại hay tiếp diễn tương lai. Dương thiện đó là nỗ lực làm Phật sự, làm thiện sự, làm nhân đạo sự, đề cao cái thiện, cái tốt trong cộng đồng. Đó là ba trụ cột của đạo đức Phật giáo. Phần lớn đó, nhiều người ngộ nhận đó, nghĩ rằng là tôi chưa từng làm ác cho nên tôi không cần phải đi chùa. Chưa cần làm ác là đâu có một cái phước báo gì đâu. Chưa từng làm ác thì may mắn không bị trừng phạt bởi luật pháp, không ngồi tù, không gỡ lịch, thế thôi. Cái đó mới đạt được một phần ba thôi, đó là phòng phi. Giữ chính mình. Và một phần á, của chỉ ác. Bởi vì á, có thể trong quá khứ anh chị chưa từng làm ác, nhưng khi uống rượu vào, sự rủi ro về làm ác sẽ mở ra. Những người cha hiếp dâm con gái ruột mình, những người đàn ông lớn tuổi bình thường không có gì, nhưng mà khi uống rượu bia vào mất kiểm soát, khuấy nhiễu tình dục phụ nữ, khuấy nhiễu và lạm dụng tình dục trẻ em gái, mấy ngày vừa qua thượng tuần tháng 6 2019 á, thì đại đa số các Phật tử đều đau buồn khi 206 đại biểu quốc hội bấm nút không thông qua dự luật hạn chế về rượu bia. Nhất là điều khi uống rượu bia thì không được lái xe. 206 người chống điều đó, và 12 người đó không thể hiện quan điểm, tạo ra con số là 218 người không biểu quyết đồng thuận. Cho nên đó, dự luật đó, đó đã thất bại 2 lần trong quốc hội. Việt Nam là một trong những nước nát rượu trên thế giới. Việt Nam là một trong những nước có tỷ lệ tử nạn giao thông lớn nhất toàn cầu. Mà trong số đó đó, 95% tử nạn giao thông là do uống rượu bia. Thì giờ nó có 2 khả năng xảy ra đó, là những nhà sản xuất và buôn bán rượu bia đã lobby các đại biểu quốc hội nam và những bà đại biểu quốc hội nghiện rượu chống điều luật đó. Bởi vì á, bán rượu là một trong những nghề đó tạo ra sự làm giàu và sự hưởng thụ. Hoặc là trình độ nhận thức về tác hại của rượu bia đối với 218 đại biểu quốc hội Việt Nam nêu trên là quá thấp. Có thể họ giỏi về lĩnh vực A, B, C nào đó, nhưng mà về lĩnh vực này đó thì họ quá tệ, quá dở, quá thấp, thua xa các Phật tử. Hay ở một cách nào đó đó, vì họ là người nghiện rượu bia, bây giờ làm sao kêu bỏ được. Đang khi trong thời gian qua đó, Bộ Công an áp dụng các cái công nghệ để kiểm tra hơi thở, xác định nồng độ cồn của rượu bia mà những người lái xe đã lỡ vi phạm ở một mức độ nào cho phép thì ok, quá cái mức độ cường độ nồng độ đó là phạt. Bây giờ đó, dưới cái biểu quyết tiêu cực của 218 người đại biểu quốc hội đó,
thì việc áp dụng kiểm tra nồng độ đó sẽ bị xóa đi. Tôi cảnh báo trước là tử nạn giao thông Việt Nam sẽ gia tăng, bởi 206 đại biểu quốc hội này về phương diện nhân quả, không phải là một sự hù dọa, họ sẽ chịu trách nhiệm. Đó là mặt trái của dân chủ. Đừng tưởng cái gì dân chủ đều là tốt đâu, vì dân chủ nó dựa vào số đông. Nhưng mà chân lý đôi lúc đó, nó không lệ thuộc vào số đông. Dù là một người trên 7 tỷ người, có những trường hợp chân lý là chân lý, dù nó bị phủ quyết đau đớn như thế, nó vẫn là sự thật phải. Ít nhất là trong trường hợp đã uống rượu bia thì không được lái xe. Khắp thế giới người ta đều cấm như thế. Cho nên đó, tôi rất hoài nghi về trình độ nhận thức của 206 đại biểu này về tác hại của rượu. Như vậy là sự chỉ ác và phòng phi trong trường hợp này là bị thất bại. Một cựu giám đốc viện kiểm soát vừa bị khởi tố vì đã tấn công tình dục bằng sự hung hích một bé gái ở thang máy. Lý do là trước đó ông ấy đã uống bia quá nhiều, dưới sức ép của công luận, cuối cùng á ông ấy đã bị khởi tố. Chứ nếu ông ấy không phải là cựu lãnh đạo của viện kiểm soát đó, thì ông ấy đã bị khởi tố ngay ngày đầu tiên. Thì đó là một ví dụ cho chúng ta thấy lời Đức Phật nói về 36 tác hại của rượu bia và ma túy là rất chuẩn xác. Trong đó, đó là rủi ro phạm pháp. Bây giờ nếu các thầy tu mà bị ai đó ghét đi, bắt cóc ha, chối hai tay lại, chối hai chân lại, bị mở cái miệng ra, chế rượu vô, giống như uống nước vậy đó, thì khi xỉn lên là các ông thầy đó cũng có khả năng bị vi phạm luật pháp. Không ngoại lệ, vì mất kiểm soát à. Đó là chưa nói đến các vấn nạn như là bạo lực gia đình, từ chồng nát rượu, đánh vợ, đánh các con, rồi tai nạn giao thông, hiếp dâm, phạm pháp, ẩu đả, giết người, gây sự, tạo ồn ào và nhiều vấn nạn xã hội khác. Giờ có một đại biểu quốc hội nổi tiếng đó, được nhiều người quý trọng lắm, và hôm ấy ông ấy phát biểu về rượu đó quá tệ. Ông nói là rượu không đáng trách, gạo mới đáng trách vì gạo tạo ra rượu. Một dân trình độ tầm cỡ đấy, vì ông ấy là nát rượu mà, và ông ấy là một trong những người nghiện rượu. Thế là bảo vệ điều đó ông ấy phải nói như thế, trích dẫn lời của ông cụ Hồ làm những bài thơ về rượu, rồi thơ ca cổ, thơ ca Việt Nam nói về rượu. Thì cãi thơ ca chứ, đâu phải thơ ca là đúng đâu. Các doanh nhân là cãi doanh nhân chứ, các nhân vật nổi tiếng thế giới, các chính trị gia nổi tiếng thế giới thì cãi họ chứ, đâu phải họ nổi tiếng là những điều họ nói về rượu là đúng đâu. Vì những người đó họ mê rượu, họ đã từng uống rượu, họ ca ngợi rượu, họ đúng về các phương diện khác, nhưng vấn đề này là họ quá dở quá tệ, thì chúng ta không nên trích dẫn cái dở cái tệ của những người nổi tiếng để bảo vệ cho việc rằng lúc lái xe được quyền uống rượu. Đó là truyền hình trực tiếp ở trên VTV đấy, quý vị có thể xem lại, trên mạng có đủ hết. Cho nên đó, đừng nghĩ là một nhà trí thức họ giỏi với lĩnh vực A là tự động họ giỏi về vấn đề đạo đức, không có đâu. Đó là lý do mà Đức Phật đề cao trí tuệ, chứ không phải đề cao kiến thức. Kiến thức đó, thì có thể học được từ trường lớp, từ sách vở, từ kinh nghiệm.
Còn trí tuệ đó phải song hành với đạo đức. Trí tuệ bắt đầu bằng kiến thức về nhân quả, kiến thức về đạo đức, hành xử về nhân quả, hành xử về đạo đức, thấy rõ về các quy luật. Cho nên ta phải thấy rõ vô thường, tức là mọi chuyển biến trong cuộc đời, dầu chúng ta có muốn hay không muốn, nó cho ta một quy luật à. Tạo ra sự già nua, sự chết chóc, sự mất mát, sự tổn thất, sự về hưu, sự thay thế và nhiều biến động khác. Trong thị trường chứng khoán á, sáng á, trước 9 giờ vẫn là triệu phú, sau 9 giờ trắng tay, đó là vô thường. Đối với những người nghiện cờ bạc á, trước đó vài ngày đó vẫn là người giàu, bây giờ nợ nần chồng chất và trốn biệt tâm biệt xứ. Rồi phải thấy rõ vô ngã, đó là thực tập, không quan trọng quá chính mình, cường điệu vá quay trò của mình, chấp vào cái tôi của mình. Tôi là bản lề, tôi là trụ cột, tôi là tất cả, mọi người phải phục tùng tôi, phải lệ thuộc tôi, phải nghe lời tôi. Thì các ân sự đó đã tạo ra các rào cản dân sự, rào cản xã hội, rào cản gia đình, và nó làm cho người ta đã tăng cường sự chấp ngã. Rồi từ từ chấp ngã và không chấp nhận quy luật vô thường đó, người ta sẽ sống với động cơ tham lam, giận dữ, vô minh. Và đây là ba chất độc tàn phá hạnh phúc, bình an và an ninh của con người. Cho nên nhận thức vô thường để chúng ta bớt tham lại. Chúng ta chỉ cần nhẩm là ai rồi cũng chết, ăn cắp tài sản của công làm gì, lừa đảo người khác làm gì, vì có ai mang được thứ này đi theo đâu. Hoặc là đang giận chồng, giận vợ, giận con, giận bạn bè, giận ai đó, thì nghĩ đến là ngày mai tôi sẽ chết, giận để làm gì. Tôi chỉ còn 24 giờ để sống, là tôi sống hạnh phúc cho tôi và cho mọi người. Thì chúng ta hả được cơn giận xuống, chuyển được cơn giận qua một nhận thức tích cực hơn. Và thấy rõ được là vô thường vô ngã, chúng ta không còn vô minh nữa. Cho nên nhận thức này đó, nó giúp cho chúng ta sống tốt hơn. Khi phụ nữ qua đến U50, có người may mắn hơn thì U60, may mắn nữa thì hết tuổi 60, tức là qua U70, bắt đầu da mới nhăn, cơ thể sệ sệ, rồi tóc bạc, mới nhận ra được. Còn nếu mà chúng ta tu vô ngã vô thường, chúng ta nhận ra sớm hơn để không khổ về nó. Vì chị em phụ nữ khổ về những thứ này dữ lắm. Trước khi có hệ thống iPhone và dụng cụ selfie, thì chị em phụ nữ mỗi ngày selfie trước cái gương á cũng phải là 30 phút, có người selfie đến cả tiếng ủng hộ. Mặc cái áo rồi coi, nhìn tới nhìn lui không biết đẹp chưa, chưa hài lòng tháo ra lấy áo khác vô, tiếp tục selfie. Tiếc là không có máy chụp lại quay lại thôi. Chứ còn phụ nữ là selfie thường xuyên. Vì ý thức về ngoại hình của mình. Chứ đó không phải là cái tội. Đó là thói quen cộng nghiệp. Hễ là phụ nữ thì giờ phụ nữ da trắng, phụ nữ da màu, phụ nữ da đen, phụ nữ lớn tuổi, phụ nữ trung bình, phụ nữ thanh niên hay là thiếu nữ, thì cộng nghiệp đó giống nhau. Thế là vì không chấp nhận cái sự vô thường. Cho nên á, công nghệ giải phẫu thẩm mỹ dành ra, làm ra để dành riêng cho phụ nữ thôi. Chỉ có một vài đàn ông điệu mới làm việc đó thôi.
rồi giải phẫu riết rồi đó, không thấy là mình nữa. Quý vị không tin, cứ hỏi quý đàn ông là chồng của mình á, à, chồng ơi, chồng có thích em đi giải phẫu không? Thì các ông chồng trả lời là không. Quý bà cứ nghĩ rằng là giải phẫu cho thật đẹp để giữ chồng mình. Nhưng mà có nhiều ông đàn ông ta thích đó là nét tự nhiên. Cho nên ai mà có thích giải phẫu thẩm mỹ thì nhớ là đến U60 hãy đi giải phẫu. Lúc đó vô thường nó làm cho cơ thể bắt đầu tàn tạ rồi. Chứ mới 30 tuổi, hai mấy tuổi đi giải phẫu nha, 20 năm sau tàn tạ lắm, mà xấu gừ gớm lắm. À, nghệ sĩ nổi tiếng của Việt Nam tôi giấu tên ha, ba T thôi, T, quý vị nhẩm ra ai biết rồi. Nay đã 70 tuổi hoài, vang bóng một thời của miền Nam Việt Nam, giải phẫu và lạm dụng giải phẫu. Bây giờ nhìn bà ấy đó cảm thấy rất tội nghiệp. Là trên mạng nếu quý vị search cái khái niệm thảm họa giải phẫu thẩm mỹ, chúng ta sẽ có hàng trăm các bức ảnh của các nhân vật nổi tiếng ở nước ngoài tàn tạ dung nhan vì đã chạy theo chủ nghĩa giải phẫu thẩm mỹ ở cái tuổi quá trẻ. Điều đó làm cho họ cảm thấy là đẹp hơn, được tôn vinh sắc đẹp hơn. Sau đó đó, cái tàn phá của công nghệ này đối với sức khỏe đó làm cho họ khi nhìn lại họ hối hận vô cùng. Nhất là người nào có nét đẹp tự nhiên là đừng có dạy mà đi giải phẫu. Phải chấp nhận vô thường nó diễn ra với chúng ta. Đừng có để cho cơ thể mình xề xòa quá. Vì đàn ông á, ta mê á, phụ nữ là qua sắc đẹp, về sự trẻ trung, việc đó là có. Nhưng mà không đến nỗi á, là buộc phải đi giải phẫu thẩm mỹ để giữ chồng. Quý bà cần nhớ là đừng cằn nhằn nè, đừng chì chiết nè, đừng chửi da, chửi dài, chửi dở, giận da, giận dài, giận dở, cằn nhằn da, cằn nhằn dài, giận dở. Thì về nhà quý ông không có lý do để đi nhậu rượu đâu. Về mà chị em phụ nữ nở nụ cười thật là tươi và bắt chước là mấy bà Nhật Bản á, nha, cởi áo khoác chồng ra, lấy khăn nóng, rồi lấy cái thau nước ấm, rửa chân chồng. Trời ơi, thôi cho mấy ông chồng làm sao mà không mê vợ được. Quý vị có nhớ cái câu ăn cơm Tàu, cưới vợ Nhật ở nhà Tây không? Người Việt Nam nào không biết câu đó. Vì nhà Tây đó, nó thể hiện cho văn minh hiện đại, đẳng cấp thế giới. Nhà Tây đây là nhà Pháp á. Còn ăn cơm Tàu, Tàu đây là Trung Quốc á. Ngay đi du dịch Trung Quốc rồi là mỗi một buổi ăn là 10 món. 10 món ăn chơi. Nhất là những người ăn mặn á. Khó có chỗ nào mà đãi ăn sôm tụ hơn Trung Hoa. Vì người Trung Hoa đó là họ nặng cái nghiệp ăn lắm. Không phải nói xấu. Rồi họ giỏi việc đó lắm. Còn vợ Nhật thì xấu quắc à. Mà so với phụ nữ Việt Nam là sao bằng được. Phụ nữ Việt Nam á, được xem là đẹp ở châu Á. Không, nói thật đấy. Phụ nữ Việt Nam ăn bức, phụ nữ Trung Quốc, phụ nữ Hàn Quốc, phụ nữ Nhật Bản, phụ nữ Singapore, phụ nữ Malaysia, phụ nữ Đài Loan. Cho nên mấy ông ở những nước đó mới mê phụ nữ Việt Nam ấy. Chứ nếu phụ nữ của nước họ mà đẹp hơn phụ nữ Việt Nam, họ qua Việt Nam họ cưới vợ làm gì? Với cái giá rẻ mạt, phụ nữ Việt Nam á, thì chăm chỉ, ha, siêng năng, tức là chăm chồng, lo chồng á, rất là tốt. Và khổ về chồng thì phụ nữ Việt Nam cũng là số 1. Thì bằng đó là được bắt chước, đừng có khổ về chồng. Phụ nữ Nhật dù không đẹp, nhưng mà họ giỏi về cầm kỳ thi họa, và nhất là giỏi về sự hiểu chồng, cảm thông và chia sẻ. Cho nên họ giữ được trái tim của chồng.
Còn quý bà đẹp mà chảnh, thấy không? Vị thế xã hội cao mà tự cao, lương bổng nhiều, trụ cột kinh tế gia đình mà coi chồng ra gì đó, thì mấy ông chồng á, một là ông ly dị, hai là ông đi ngoại tình hết rồi. Là những yếu tố tâm lý đó nó rất đơn giản, Đức Phật đã nhắc ở trong kinh Thiền Sinh đó. Hiểu chồng, cảm xong chia sẻ là cái nguyên tắc ứng xử với chồng thứ năm. Rồi nguyên tắc thứ ba là nể chồng trước sau trong ngoài. Dù có giỏi hơn chồng, thông minh hơn chồng, chồng ngố chồng ngu, mình cũng phải giả vờ ngu hơn chồng để giữ được cái sự nể chồng. Vì phụ nữ mà không nể chồng rồi, gia đình nó không hạnh phúc nữa. Phụ nữ có thói quen là nhìn lên cao, tức là thương những người giỏi hơn mình, giàu hơn mình, thông minh hơn mình, bản lĩnh hơn mình, anh hùng hơn mình, ga lăng hơn mình. Đó là thói quen tâm lý của phụ nữ. Còn đàn ông á thì bản chất là thích anh hùng, cho nên khi lên đến đỉnh cao thì thích cái người phụ nữ là thấp hơn mình, nhỏ hơn mình, nghèo hơn mình, để mình gì, bao bọc nâng đỡ chở che. Còn phụ nữ mà giàu lên á thì gặp mấy ông đàn ông mà nghèo nghèo đâu muốn nhìn. Cho nên phụ nữ giàu ế nhiều lắm. Không, sự thật đấy. Hiện nay hiện tượng phụ nữ giàu ở Trung Quốc ế nhất thế giới đã bị báo động đỏ. Bởi vì quý bà đặt cái tiêu chuẩn cao lắm. Với cái trình độ đó, đẳng cấp xã hội đó, thì quý bà phải trông mong kiếm những cái ông đàn ông á giỏi hơn mình và thành công hơn mình. Ở cái vai trò thành công hơn mình đó, thì mấy ông đã có quá nhiều vợ rồi, còn đâu mà tới mình. Nên là nói đùa vậy thôi. Nên đó, nhận thức về vô thường và vô ngã sẽ giúp cho chúng ta nó vượt qua được tâm tham lam, tâm giận dữ và tâm si mê. Và đây là ba gốc rễ của khổ đau. Điều ba, kết hợp các nguyên lý Phật giáo với tâm lý học và triết học về giáo dục, như cách khảo sát các vấn đề của đạo đức và đạo đức trong chính nó. Thì phần này đó là phần nhận thức cao về đạo đức. Các nguyên lý Phật giáo căn bản đó, về thế giới quan đó, là học thuyết duyên khởi. Cái này có, cái này không, cái kia không. Về nhân sinh quan đó, thì con người không phải là sản phẩm thụ tạo của Thượng Đế, sản phẩm thụ tạo của vật chất, sản phẩm thụ tạo của tâm. Con người phải chịu trách nhiệm về những gì mà mình đã làm, đang làm và sẽ làm. Về xã hội quan đó, thì nguyên lý Phật giáo đề cao công bằng, bình đẳng xã hội, bình đẳng giới tính, dân chủ và nhân quyền. Về vũ trụ luận đó, thì nguyên lý Phật giáo khẳng định rất rõ mọi thứ không có nguyên nhân đầu tiên. Và tất cả mọi thứ đó phải trải qua bốn giai đoạn: thành, trụ, hoại, không. Đối với con người là sinh, già, bệnh và chết. Về cách giải quyết khổ đau đó, thì nguyên lý Phật giáo đưa ra bốn bước: thừa nhận khổ đau, truy tìm nguyên nhân, trải nghiệm niết bàn, thực tập bát chánh đạo. Đó là các nguyên lý nền tảng của triết học Phật giáo. Là Phật tử chúng ta phải nắm nằm lòng, chứ không phải chỉ là cầu an cầu siêu. Đó là cái vỏ bên ngoài, các dây chùm rễ bám lên thân cây bồ đề của đạo Phật, chứ không phải là giá trị cốt lõi của đạo Phật. Thì bây giờ đó, lãnh đạo Phật giáo toàn cầu kêu gọi tăng ni và Phật tử kết hợp các nguyên lý Phật giáo về phương diện nhận thức đó với tâm lý học Phật giáo. Đồng thời phối hợp với giáo dục Phật giáo giải quyết các vấn nạn căn bản
và khổ đau của con người. Những người Phật tử thiếu học Phật đó thì không thích tăng ni đi học. Nhiều tăng ni bảo thủ không học Phật đến đây đến chốn đó cũng rất ghét việc đi học, cứ nghĩ rằng là chuyên tu là đã đủ rồi. Chuyên tu thì giúp cho tu sĩ đó có đạo đức, nhưng nó chỉ là 1/3 của triết lý Phật giáo thôi. Ngoài đạo đức ra, chúng ta phải có trí tuệ và thiền định. Thầy nói hơi rộng chút xíu để chúng ta hiểu ha. Gần 100 năm Pháp thuộc đó, thì chủ nghĩa thực dân Pháp đó áp dụng hai chính sách. Chính sách một đó, ủng hộ và đề cao công giáo tại Việt Nam bằng mọi giá, tức là cướp đất chùa, xóa chùa, xây nhà thờ. Những ngôi nhà thờ lớn đều như thế. Nhà thờ đá ở Hà Nội, nhà thờ Đức Bà, nhà thờ Ngã Sáu, Nguyễn Tri Phương đều là xóa chùa Phật giáo để xây nhà thờ. Và ai cải đạo đi theo họ đó thì họ sẽ cho thăng tiến xã hội. Và bằng cách đó đó, dân số Công giáo tăng trưởng rất nhanh, từ con số 0 lên đến 4% trong thời kỳ Pháp thuộc. Kết thúc và chủ nghĩa Pháp thuộc đó, thì 8 năm cai trị của Ngô Đình Diệm thuộc đệ nhất Việt Nam Cộng Hòa, Phật giáo Việt Nam suýt nữa là bị xóa sổ bởi chủ nghĩa cực đoan của gia đình Ngô Đình Diệm. Tổng thống Ngô Đình Diệm, rồi ông Ngô Đình Du là em ruột, giám mục Ngô Đình Cẩn là anh ruột, muốn biến miền Nam Việt Nam trở thành nước Công giáo và xóa sổ đạo Phật. Nếu không có sự tự thiêu của Bồ Tát Quảng Đức vào ngày 1963 tại ngã tư Phan Đình Phùng, Lê Văn Duyệt, nay là Cách mạng tháng 8 và Nguyễn Đình Chiểu đó, thì Phật giáo đã mất khỏi bản đồ Việt Nam nè. Thì suốt 8 năm đó đó, chính sách di dân Công giáo từ miền Bắc vào vùng Đồng Nai đã biến đó là nơi thánh địa của Công giáo. Cứ vài trăm mét là có một ngôi nhà thờ. Thì Phật giáo thêm một lần nữa bị cạn kiệt nguồn nhân lực và suy vong lớn. Ủy ban Liên phái Phật giáo yêu nước, xin lỗi, Ủy ban Liên phái bảo vệ Phật giáo đã được thành lập, gồm lãnh đạo Phật giáo của 13 giáo phái để kêu gọi sự hợp tác đoàn kết Phật giáo chống lại chính sách độc tài và tiêu diệt Phật giáo của gia đình họ Ngô, hay nói cách khác là chính thể đề cao Công giáo bằng các cuộc biểu tình bất bạo động, ngồi thiền, chấp nhận cái chết, chấp nhận sự đàn áp, chấp nhận sự bỏ tù, để đánh động lương tri của Hoa Kỳ và lương tri toàn cầu. Và may mắn đó, là Hoa Kỳ đó bị đẩy vô một sức ép lớn, không thể tiếp tục ủng hộ gia đình Ngô Đình Diệm, thì Phật giáo mới thoát khỏi sự diệt vong. Như vậy là qua hai giai đoạn đó thì Phật giáo bị siêu vong lớn và nhu cầu cải cách Phật giáo được mở ra. Thì trong hai giai đoạn đó, quý vị biết đó, nói đến tu sĩ Phật giáo là nói đến các ông thầy cúng đó, chỉ biết làm nghề thầy cúng đó, cúng cầu an, cúng cầu siêu, cúng mở cửa mã, cúng khai trương, cúng ăn tân gia. Và phần lớn ở vùng quê, vùng sâu, vùng xa đó, thầy tu Phật giáo chủ yếu là thầy cúng đám ma. Cho nên á, ở chỗ nào mà nhìn thấy một ông thầy mặc áo vàng, áo hậu vàng mà đi tới, thì ta biết là chỗ đó có người mới chết, hoặc là có người
đang á hoàng. Hình ảnh anh thầy tu chỉ là ông thầy cúng thôi, ngoài ra thì ông thầy không biết cái gì hết trơn. Cái vai trò đạo sư, chia sẻ chân lý, chia sẻ đạo đức, tư vấn tâm lý, tổ chức khóa tu, giảng kinh thuyết pháp, dịch sách, viết sách và lãnh đạo Phật tử đó hầu như là biến mất trong giai đoạn Phật giáo bị suy vong bởi chủ nghĩa thực dân Pháp. Cho nên đó, năm 1964 khi Giáo hội Phật ở Việt Nam thống nhất được thành lập, thì cái nhiệm vụ quan trọng của giáo hội là gì? Thành lập ra hệ thống giáo dục, đó là trường Đại học Phần Hạnh, 158 trường trung học Bồ Đề, để nâng cao dân trí. Và nếu mà nói về đóng góp lớn cho nền giáo dục Phật giáo đó, thì Thiền sư Nhất Hạnh là một trong những nhân vật mà chúng ta phải biết ơn. Thiền sư Nhất Hạnh là người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo đi học cử nhân ngữ văn và bị cấm. Lúc đó là Thiền sư Nhất Hạnh đang ở chùa Ấn Quang, từ Huế vào. Lúc đó nó trở thành một điều cấm kỵ rất lớn. Thì các hòa thượng, các sư bà cứ nghĩ rằng là thầy tu nào mà đi học thì dễ hoàn tục, nghĩ lạc hậu đến thế, nghĩ sai lầm đến thế. Và cứ nghĩ đơn giản thầy tu là chỉ gõ mõ tụng kinh, ăn chay niệm Phật, đi cúng đám ma, cầu an hết. Và Thiền sư Nhất Hạnh đó phải viết chuyện ngắn Phật giáo, và ông là người đầu tiên tại Việt Nam viết truyện ngắn và bán tác quyền đó cho các báo và tạp chí, và lấy cái đó mới đóng tiền học và trở thành người đầu tiên trong cộng đồng Phật giáo Việt Nam có được cử nhân văn khoa. Thì Thiền sư Nhất Hạnh mà vận động các tăng sĩ trẻ là học trò của mình đó, gồm được 10 người, mà lỗi lạc nhất lúc đó là hòa thượng Minh Cảnh vừa mất cách đây mấy tháng ha. Rồi thầy Trí Không ở Bà Rịa Vũng Tàu, thầy Thiện Tánh ở Đồng Tháp và một số vị khác nữa tiếp tục học cử nhân văn khoa, vượt qua những khó khăn lớn nhất, những rào cản lớn nhất, và trở thành là 11 người có cử nhân đầu tiên trong Phật giáo. Thì đối với tu sĩ mà có được tú tài toàn phần là đã khó rồi. Rất tú tài thì phải đi lính. Trước năm 75 á, rất tú tài, anh đi chung sĩ, em ở nhà lấy Mỹ nuôi con. Những bài ca tha quán về cái chuyện mà tình yêu bạc bẽo mà. Cái dân trí Việt Nam thấp đến thế. Không bao nhiêu người đạt được tú tài, tức là lớp 12. Trong thời kỳ Pháp thuộc, tu sĩ còn thấp nữa. Cho nên giáo hội thấy rất rõ cái mũi nhọn của giáo dục, vì đó là chủ trương của Đức Phật, trí tuệ làm đầu mà. Thì ngày nay chúng ta có được 4 trường đại học Phật giáo, 9 trường cao đẳng Phật giáo độc lập, 36 trường trung cấp Phật học trên toàn quốc. Mục đích là để đào tạo tăng tài. Nhưng mà rất tiếc là nhiều tăng ni đó học xong trung cấp rồi không muốn học nữa. Trung cấp có 4 năm thôi. Sau trung cấp thì phải có 3 năm cao đẳng, rồi cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ. Nó giống như là kim tự tháp á, lên đến cao đó thì số lượng ít lắm. Như vậy khi mà chúng ta học Phật đó, bài bản ở trường Phật học á, thì lúc đó chúng ta sẽ hiểu được á 7 phương diện của Phật giáo. Nhận thức luận Phật giáo, tức là nghiên cứu về bản chất nhận thức là cái gì, nhận thức sai, nhận thức đúng, thì đây là mảng triết học rất quan trọng trên toàn cầu. Thứ hai là triết học chính trị và xã hội. Thì Phật giáo mạnh hơn bất kỳ tôn giáo nào về vấn đề này. Cho nên trong quyển Kinh Tụng Hàng Ngày, thầy biên soạn năm 1992, 1000 trang, gồm 49 kinh, và Kinh Phật cho Người Tại Gia, thì sau này tách riêng ra thành quyển Kinh Phật Đạo Đức và Xã Hội, nhấn mạnh về phương diện xã hội Phật giáo và chính trị học Phật giáo, đã bị tăng ni và Phật tử bỏ quên. Đức Phật sâu sắc về vấn đề đó lắm.
đề cao chủ nghĩa pháp quyền, được sự hỗ trợ bởi chân lý và đạo đức. Thế giới này đang phấn đấu đạt được chủ nghĩa pháp quyền thôi. Còn Đức Phật nói pháp quyền không chưa đủ, mà người đó là có yếu tố không thể thiếu, phải đính kèm chủ nghĩa pháp quyền bằng sự thực hành chân lý và đạo đức. Trường hợp thứ ba đó là logic học Phật giáo, vì đó là cái mảng lớn của triết học toàn cầu. Logic học nó giúp chúng ta phát triển lý trí để tiến tới trí tuệ. Logic trong phán đoán, logic trong ngôn ngữ, logic trong suy luận, và logic trong việc là tiếp cận giải quyết các vấn đề từ góc độ nhân quả. Cho nên ở cấp độ cử nhân Phật trở lên đó, thì các tăng ni được học logic học Phật giáo. Thầy là người dạy môn này. Lúc thầy làm sinh viên thạc sĩ đó, thì môn logic học Phật giáo là thầy đổ cao nhất, 95 điểm trên 100 điểm. Mảng thứ năm là đạo đức học Phật giáo. Đó là nội dung sở trường của Đức Phật. Chúng ta nhớ là trong cuộc đời Đức Phật suốt 45 năm, Ngài chỉ nói hai điều thôi. Đó là Dhamma, tức là chân lý, và Vinaya, đó là luật đạo đức. Còn Abhidhamma đó, vô thị pháp, đó là phần phát triển về sau. Về bản chất đó, không phải do Đức Phật dạy, do các đệ tử thế hệ 1 và các thế hệ thứ 2, thứ 3 thống kê lại các lời dạy về chân lý và đạo đức của Phật để hình thành ra 7 bộ luận tạng. Đứng từ góc độ của triết học phương Tây đó, thì các bộ luận tạng đó là tâm lý học Phật giáo. Thì phân tích về tâm. Còn thái độ tâm lý đó thì thuật ngữ Phật học gọi là tâm sở, Chetasika. Rồi tâm lý học hiện đại thì người ta lại dùng những cái từ mới, đó là các giá trị sống. Ví dụ như giá trị từ bi, giá trị khoan dung, giá trị tha thứ, giá trị năng động, giá trị tích cực, giá trị xóa hận thù. Thì mỗi một cái khái niệm đó đó, thì tâm lý học hiện đại gọi đó là giá trị. Thì Đức Phật gọi đó là gì? Các phẩm chất thiện. Khái niệm nó có khác, hay là các tâm sở thiện. Tâm sở là thái độ tâm lý tích cực, thái độ tâm lý thiện. Cho nên á, về bản chất đó, nếu nói theo triết học cận đại đó, thì Phật giáo là triết học tâm, philosophy of mind. Nếu đứng từ góc độ triết học á, và tâm lý học á, thì Phật giáo là tâm lý học trị liệu, psychotherapy Buddhism. Thế là giải quyết về trị liệu khổ đau của Phật giáo là number one. Thì từ năm 2002 đó, thì thầy phát nguyện 5 giờ rưỡi cho đến 7 giờ rưỡi tối tư vấn cho quần chúng đến chùa hoàn toàn miễn phí. Họ là đối tượng khổ đau, người thì tự tử, kẻ thất tình, vợ chồng ly tán, rồi phá sản, bị giáng chức, bị hàm quan, nghiện rượu, nghiện ma túy, nghiện cờ bạc, nghiện game, rồi rơi vào tâm thần quan tưởng, tâm thần đa nhân cách, tâm thần phân liệt, để giúp họ. Tại rất nhiều người ta nói: ô, ông thầy Nhật Từ ông học tâm lý hồi nào mà sao ông rành với cái này vậy? Thì thầy trả lời đơn giản đó, về bản chất Phật học là tâm lý học trị liệu. Cho nên ai học Phật học giỏi đó thì tự động có khả năng tư vấn giỏi. Nếu quý vị học về tâm lý học Phật giáo đó ha, phân tích đó là có 8 cơ quan nhận thức, 6 giác quan, rồi mặt na là tâm chấp ngã, alaya là kho tàng tâm. Thì chúng ta sẽ học đó là mấy chục tâm lý thiện, mười mấy tâm lý ác, nguyên nhân của chúng, bản chất của chúng, tác hại của chúng, giới hạn của chúng, cách vượt qua chúng. Thì 7 bộ Abhidhamma đó, mà Phật giáo nguyên thủy gọi đó là của Đức Phật đó,
Phật giáo Đại Thừa thì cho rằng đó là thế hệ đệ tử loại 1, thế hệ 2, thế hệ 3 sau khi Đức Phật qua đời đã tổng hợp lại lời dạy của Phật để tạo ra hệ thống cho chúng ta dễ nhớ. Thì về bản chất á, Abhidhamma là tâm lý học trị liệu Phật giáo, hay là tâm lý học ứng dụng, applied psychology, hoặc là psychotherapy. Do đó các Phật tử không siêng năng đọc kinh á, thì bỏ qua yếu tố này. Và lãnh đạo Phật giáo toàn cầu đã nhắc nhở chúng ta là phối hợp các nguyên lý Phật giáo, tức là triết học Phật giáo, với tâm lý học, tức là những điều thầy vừa nói, và giáo dục Phật giáo để đề cao vai trò của đạo đức. Khi chúng ta hiểu rõ ba phương diện này rồi đó, thì chúng ta sẽ thấy rõ giá trị của đạo đức cho hạnh phúc của con người, và chúng ta sẽ nỗ lực bảo vệ đạo đức, truyền bá đạo đức để giúp cho mọi người sống hạnh phúc bởi đời sống đạo đức. Điều 4, phối kết các nguyên tắc đạo đức Phật giáo vào hệ thống giáo dục quốc gia trong từng cấp học từ thấp đến cao. Đây là lần đầu tiên trong suốt 16 năm qua, tuyên bố về sắc Liên Hiệp Quốc nhắc nhở tăng ni và Phật tử trên toàn cầu gồm 550 triệu Phật tử. Hãy khéo léo, nếu quý vị là giáo viên, giảng viên ở các cấp học, cấp mẫu giáo, cấp tiểu học, trung học cấp 2, trung học cấp 3, cao đẳng, cử nhân, thạc sĩ, tiến sĩ, hãy nỗ lực thuyết phục đưa giáo dục đạo đức Phật giáo vào trong nhà trường. Nếu chưa làm được việc đó thì lồng ghép giáo dục đạo đức vào trong các bài giảng. Giáo dục đạo đức đơn giản nhất là giáo dục về nhân quả, về sự thưởng và phạt. Chứ môn đạo đức học đó là một trụ cột rất quan trọng của triết học. Thầy xin nhắc lại, triết học có mấy trụ cột chính: nhận thức luận, triết học về xã hội, triết học về chính trị, đạo đức học, logic học. Và trong thời cận đại này đó, nó có thêm môn là triết học phân tích, triết học toán, triết học luật pháp, triết học về lịch sử, triết học về tôn giáo. Nói chung á, bất cứ một môn học nào có mặt thì cũng có cái môn triết học về môn học đó. Thì đó là môn mẹ mà. Chữ philosophy đó có nghĩa trong tiếng Anh là love for knowledge, tức là nỗi đam mê hay là tình yêu về tri thức, tức là chúng ta dâng hiến tất cả để phát triển tri thức bằng việc đọc sách, vào thư viện nghiền ngẫm là các quy luật để mở tri thức. Tức là một triết học là môn giúp cho chúng ta yêu cái nguồn tri thức của nhân loại, love for knowledge. Môn học đó cho đến hậu bán thế kỷ 20 được xem là môn học mẹ của tất cả các môn học. Và Đức Phật đó thì nói rằng là ngoài knowledge, tức là tri thức, chúng ta phải hướng đến trí tuệ, wisdom. Vì tri thức đó có giới hạn. Những người bằng cấp cao đó lúc đó làm chuyện tào lao, phạm pháp. Vì thấy là một ông đại gia về xăng dầu mới bị bắt á. Không nói tên, quý vị cũng biết là ai rồi. Ông ấy học được cái công thức pha chế xăng giả. Cái đó là kiến thức á. Phải giỏi lắm mới tạo ra cái công thức làm xăng giả để làm giàu gấp 5 lần đến 10 lần, và mua chuộc những cây xăng. Cái tiền để ông đầu tư làm xăng giả là 3.000 tỷ đồng Việt Nam, chứ không phải ít đâu. Ông ấy là đại gia mà. Lấy 3.000 tỷ đồng đó mà bỏ vào trong ngân hàng đó,
Mỗi tháng quý vị biết là đạt được bao nhiêu phần trăm? 8% là tối thiểu ha. 8% của 3.000 tỷ đồng Việt Nam thì ăn cả trăm kiếp cũng chưa hết. Nhưng mà lấy kiến thức để làm công thức săn giả thì lời gấp 5 cho đến 10 lần, lòng tham à. Đó là lý do mà lãnh đạo Phật giáo kêu gọi phải đưa đạo đức vào trong giáo dục để người ta không tham. Khi người có đạo đức là ta không có tham lam, và sẽ sử dụng cái nguồn tri thức đó cho các mục đích cao quý và lợi ích cho con người, chứ phải lợi dụng các lỗ hổng của luật pháp kích hoạt lòng tham trên nền tảng sự phạm pháp để làm giàu bằng mọi cách, bằng mọi giá, bằng mọi thủ đoạn. Người có đạo đức thì thà chấp nhận cái nghèo chứ không phạm pháp, thà chấp nhận giàu ít một chút mà tâm được bình an, tới đề cao lương tri. Vì họ biết rất rõ, bằng sự khôn ngoan, bởi kiến thức, chúng ta có thể qua mặt luật pháp, nhưng không ai có thể lừa đảo được luật nhân quả. Nên nhớ nha, chúng ta bằng sự khôn ngoan của kiến thức có thể lừa đảo được nhiều người cùng một lúc, nhưng rồi chúng ta sẽ bị luật nhân quả phanh phui. Kiến thức về đạo đức giúp cho chúng ta hiểu rõ điều đó. Hoặc là hãy nhớ nằm lòng cái câu: phàm làm việc gì hãy nghĩ đến hậu quả của nó. Hòa thượng Thiện Hoa đó là bậc cao tăng đương đại, là thầy của các bậc thầy, đã viết cái câu chuyện bài học nhân quả rất hay. Thực ra thì hòa thượng chỉ có lớp 12 thôi, sáng tác ra bộ Cây Thang Giáo Lý, sau này đổi lại là Phật Học Phổ Thông. Và cái bối cảnh khi Việt Nam mới thoát ra khỏi chủ nghĩa pháp thuộc, 80% dân số Việt Nam lúc bấy giờ là mù chữ, tăng ni thì hầu như đó chỉ có lớp 5, lớp 6, chỉ biết làm thầy cúng thôi. Chúng ta trỗi dậy một ngôi sao bắt đầu như Hòa Thượng Thiện Hoa, mà dù ngài chỉ sống đến 55 tuổi thôi, do làm Phật sự phụng sự cho giáo hội ngay và đêm không mệt mỏi, nhằm mở ra cho chúng ta một thế hệ mới có nhiều bậc cao tăng. Đệ tử lớn nhất của Đại sư Thiện Hoa là Hòa Thượng Thanh Tịnh. Các học trò lỗi lạc của Hòa Thượng Thiện Hoa thì trong đó có Thiền sư Nhất Hạnh, phải nhiều vị khác. Thì 8 quyển sách quý của Đại sư Thiện Hoa, rồi bộ Phật Phổ Thông gồm có 13 tập, mỗi tập trung bình 250 trang. Rồi mở ra cái phong trào hoằng pháp để cho các tăng ni từ cái việc chỉ có biết làm thầy cúng, học thuộc lòng được khoảng 30 bài giảng, đi tới vùng sâu, vùng xa, vùng cao quyên thuyết giảng để mở Phật pháp, xóa mù chữ Phật pháp. Hòa thượng bổn sư của tôi đó thì sức học thì không giỏi, nhưng hòa thượng thì chịu khó học thuộc lòng. Rồi cũng nhờ cái bộ Phật Phổ Thông và sự kiên trì huấn luyện bằng việc niệm danh hiệu Bồ Tát Quan Thế Âm để cải thiện cái sự ngọng nghịu, trở thành là người thuyết pháp được. Đó là một tấm gương phấn đấu rất đặc biệt. Cho nên thế hệ đó đó, bây giờ nếu còn sống là phải 90 tuổi hết rồi, và tối thiểu trẻ nhất á cũng phải là 85 tuổi. Thì các ngài còn sống đó đó, khi nói về Đại sư Thiện Hoa phải gỡ mũi, gỡ mão, cúi chào với lòng biết ơn sâu sắc về sự nhập thế bằng trí tuệ của Hòa Thượng. Do đó, khi chúng ta nỗ lực đưa giáo dục về đạo đức vào trong các cấp học là chúng ta đã và đang và sẽ tiếp tục cứu con người. Thì không có đạo đức, con người loạn hết. Trí thức cao chừng nào mà thiếu đạo đức thì trở thành thảm họa của nhân loại. Khi bác học gia Nobel
vui mừng khi khám phá ra công thức bơm nguyên tử đó. Ông đã công bố, và nhờ công bố tác quyền này ông ấy trở thành triệu phú. Khi Đức Ý Nhật giấy khởi Thế chiến thứ hai trên toàn cầu, Nhật làm bá chủ châu Á, đánh bại nước Trung Hoa to lớn, biến Việt Nam làm thuộc địa và nhiều nước khác trong khu vực làm thuộc địa. Ở châu Âu á, Đức và Ý phối hợp nhau chiếm gần hết châu Âu. Thì Mỹ á, tham gia vào nhóm đồng minh, và Mỹ đã ra cảnh báo nếu Nhật không đầu hàng thì sẽ thả bom nguyên tử và không còn sự lựa chọn nào khác. Và Mỹ đó cũng rất là kiên nhẫn đó, vì Nhật thấy là Mỹ là một mối đe dọa, đó là nơi mà sản xuất vũ khí hiện đại nhất, cho nên đó Mỹ đã, với lại Nhật đã chủ động tấn công Mỹ trước qua cái trận đánh Trân Châu Cảng, đánh úp Mỹ phải thua nhục nhã, nhưng mà vẫn chưa có cách để trả thù vì muốn giữ hòa khí, và ra tối hậu thư nhiều lần, nhưng mà Nhật đã xem thường, và Mỹ bắt đắc dĩ phải thả hai quả bom nguyên tử xuống. Nhờ đó Nhật đầu hàng vô điều kiện. Thế đứng từ góc độ bảo vệ sự sống á, thì người ta sẽ lên án Mỹ tại sao thả bom nguyên tử giết thường dân. Thực tế là Mỹ đã rải truyền đơn, hàng chục triệu truyền đơn ở các khu vực mà Mỹ sẽ thả bom nguyên tử, kêu gọi người dân di cư đi. Chúng tôi không là kẻ thù của người dân Nhật Bản, chúng tôi là kẻ thù của chủ nghĩa phát xít Nhật. Hãy cứu sống mình bằng cách hãy rời khỏi nơi này vì sẽ được thả bom nguyên tử. Người ta thả cảnh báo nhiều tháng như thế, đó là chính sách nhân đạo. Thế mà Mỹ họ làm cái đó rất hay, và rất nhiều người đã sống sót là bởi vì họ đã di cư. Có nhiều người họ không thèm di cư mặc dù đã được cảnh báo. Chứ còn Nhật đánh Trân Châu Cảng đâu có cảnh báo gì đâu. Theo luật chiến tranh là ta phải cảnh báo, và Mỹ ta đã làm đúng luật chiến tranh. Thường dân Nhật chết vô tội đó thì đáng bị lên án ha. Nhưng mà nếu không có hai quả bom nguyên tử đó thì Nhật trở thành là một cái anh cực kỳ ác độc ở châu Á. Và chính sách của Nhật đã làm cho hơn 1 triệu người ở miền Bắc bị chết, phần lớn là ở Thái Bình. Tội ác của Nhật là ghê gớm lắm. Cho nên khi Tổng thống Mỹ sang Nhật Bản vào năm 2015, thì 45 đến 2015 chúng ta biết là kỷ niệm nó lớn lắm, và Tổng thống Abe đó không hề, cũng như là Thiên hoàng Nhật Bản không hề yêu cầu Mỹ phải xin lỗi, chứ họ biết họ có tội mà, họ gây ra tội ác chiến tranh và tội ác diệt chủng nhân loại. Từ những người hiểu biết sâu sắc đó, thì không kêu gọi Mỹ phải xin lỗi về việc thả hai quả bom. Và sau khi thả hai quả bom á, khác hoàn toàn với các chủ nghĩa đế quốc trên thế giới này, Mỹ đến đó để xây dựng Nhật Bản. Ông đại tướng được giao làm tổng thống quyền Nhật Bản đó, thương người dân Nhật còn hơn là bản thân mình. Cho nên á, từ việc á, xem ông ấy là kẻ thù, người ta đã ủng hộ ông ấy. Ông ấy đã xây dựng lại một đất nước Nhật Bản như chúng ta thấy ngày nay. Nhật mà khi thắng chỗ nào rồi đó nha, là chiếm tài sản, hiếp dâm phụ nữ, phá hoại bản địa đó tan nát hết. Tội ác của Nhật Bản về chiến tranh là khó quên được lắm trên châu Á này. Và người Mỹ rất cao thượng dưới sự lãnh đạo của ông tướng này, tôi quên tên này, xây dựng lại nước Nhật Bản đổ nát trở thành nước Nhật Bản hiện đại. Cho nên khi Tổng thống Mỹ triệu hồi ông đại tướng này về đó, ông ấy đó rất cao thượng, đi thầm lặng. Nhưng mà ngạc nhiên thay, mấy triệu người Nhật Bản
đã đánh hơi biết được cái tin tức đó, họ đứng ở trên các ngã đường dài mấy chục cây số, hàng triệu người, để tiễn đưa ông ấy về nước, chưa từng có trong lịch sử. Những cái đó là gì? Ứng xử đạo đức. Mỹ đến Nhật Bản không phải biến Nhật Bản trở thành thuộc địa, mà xóa chủ nghĩa phát xít Nhật, xây dựng lại nước Nhật Bản hiện đại, với nền giáo dục hiện đại, với nền khoa học kỹ thuật hiện đại, và tôn trọng hòa bình. Người dân Nhật Bản thay vì ghét cay ghét đắng ông đại tướng đó, bởi vì ông là tổng tư lệnh mà, ra lệnh thả bom mà, tức là thực hiện thả bom chứ, còn ra lệnh mà làm tổng thống Mỹ. Mà tại sao ta biết ơn bao nhiêu triệu người đã tiễn đưa ông ấy, mặc dù ông ấy không hề báo một thông tin gì, lặng lẽ đi về thôi, chứ ra một chiếc xe Jeep thôi. Là khi chúng ta ứng xử đạo đức á, thì mọi người sẽ quý trọng mình. Nó khác với ứng xử ngoại giao á. Ngoại giao cái là giả vờ tốt, giả vờ niềm nở, giả vờ vui vẻ, chứ trong tâm chúng ta không có cái điều đó. Còn người có đạo đức thật á, người ta sống thật, không nóng kịch. Và giá trị của đạo đức là gì? Mang lại hạnh phúc cho tha nhân. Đó là tiêu chí bậc một. Mang lại sự khép lại khổ đau cho tha nhân, mang lại sự thoải mái và tiến bộ cho tha nhân. Đó là giá trị cốt lõi của đạo đức. Cho nên đó, nếu Việt Nam đưa giáo dục đạo đức vào các cấp học đó, thì cái tình trạng suy thoái đạo đức và tội phạm trẻ em đó sẽ ngưng lại. Chúng ta đã có một cái giai đoạn giáo dục vô thần mấy chục năm. Trong thời kỳ xã hội chủ nghĩa, chúng ta đã quên đưa môn đạo đức đã từng có trước năm 75 vào trong học đường. Chúng ta nhấn mạnh về giáo dục chiến tranh để kêu gọi lòng yêu nước, để bao nhiêu thế hệ sẵn sàng chết vì độc lập chủ quyền của dân tộc. Điều đó rất cần trong thời kỳ chiến tranh, nhưng không cần thiết trong thời kỳ hòa bình. Chúng ta phải giáo dục về hòa hợp, hòa giải, tránh xung đột, vượt qua xung đột, xóa bỏ hận thù, xây dựng hiện tại, hướng đến tương lai bằng sự tha thứ và cao quý như Đức Phật đã dạy. Đó là cốt lõi của đạo đức. Thì những phần này đó không được giáo dục ở trong các trường lớp Việt Nam. Cho nên cái tính bạo lực, tính ăn miếng trả miếng của người Việt Nam nó rất lớn trong giai đoạn này. Đó là lý do tại sao sau năm 75 Việt Nam nghèo mạt riệp, mà tỷ lệ tội phạm và sự tàn nhẫn của tội phạm không bằng trong giai đoạn này. Việt Nam đã vượt qua cái nghèo và có được thu nhập trung bình. Các thẩm phán đều nói như thế. Họ ngạc nhiên không tìm ra được giải pháp, tại sao nói như thế. Thì Phật giáo cho nguyên nhân rất chính, đó là thiếu giáo dục đạo đức trong nhà trường, thiếu giáo dục đạo đức ở gia đình thế thôi. Điều cuối cùng, cổ suý sự hội nhập của trí tuệ và từ bi trong việc chăm sóc môi trường, phát triển sức mạnh tổng hợp giữa các cá nhân, trường học và cộng đồng. Đây là hai giá trị cốt lõi của Đạo Phật. Là tại Việt Nam đó, chúng ta có chủ trương phước, huệ, song tu. Các phái quy y đó, ở cái phần dưới vị trí chính giữa luôn luôn có bốn chữ đó: phước, huệ, song tu. Song á là cùng nhau đồng hành, giống như là đôi chân á, nếu chân phải bước tới phía trước thì chân trái phải bắt đầu ngắt lên, thì đến lượt chân trái bước tới phía trước thì chân phải đang ở sau, và chân phải phải bước tới phía trước, cứ như thế này. Đó là đồng hành. Tu á, trong Phật học á, là dịch từ cái chữ Pali và Sanskrit là Phavana, có nghĩa là phát triển tâm. Còn mình hiểu tu là sửa chữa, đó là hiểu nôm na thôi. Phát triển tâm là phát triển cái gì?
là phát triển các tâm thiện, các tâm vĩ đại, các tâm lễ cho người khác, tâm vô ngã, tâm vị tha, tâm phụng sự, tâm từ bi, tâm trí tuệ. Đó là tu. Còn gõ mõ tụng kinh niệm Phật lại Phật là những hỗ trợ cho việc tu. Nếu quý vị không phát triển được các phẩm chất cao quý này, cái đó ta gọi là giá trị sống tích cực đấy, thì chúng ta mới chỉ tu tín ngưỡng chứ cho chưa có tu tâm. Tu được hiểu chính thức là tu tâm và dưỡng tánh. Và trong 8 quyển sách quý đó, Hòa Thượng Thích Thiện Hoa đã viết 2 quyển là tu tâm và dưỡng tánh, rất hay. Mặc dù rất mỏng, quý vị đọc lại đây, Hòa Thượng viết bằng cái ngôn ngữ rất bình dân, nhưng mà đọc vào nó thấm từng câu từng chữ, nó đi vào lòng người. Do đó lãnh đạo Phật giáo thế giới kêu gọi tăng ni và Phật tử phải cổ suý, tức là đề cao đấy, khích lệ, khuyến khích, tán trợ, giúp đỡ, nỗ lực với cam kết làm thế nào để có sự hội nhập của từ bi và trí tuệ trong mọi lĩnh vực cuộc sống. Thế hiện nay là phần lớn các tăng ni của mình chỉ là chuyên tu và ngộ nhận rằng đó là tu tiến bộ, tu cao. Tiếp tục chuyên tu như thế là phá nát đạo Phật, Phật giáo sẽ bị xoay lưng bởi xã hội và cộng đồng. Thầy đã nhắc rất nhiều lần, chúng ta nên nhớ đó, Đức Phật ở núi Linh Thú chưa được 6 tháng đâu, vì lúc đó không có chùa. Mỗi đêm á, Đức Phật và các đệ tử xuất gia ngủ dưới gốc cây vì không có sự lựa chọn khác. Khi Đức Phật nhận ngôi chùa đầu tiên là chùa Trúc Lâm thì đời sống du mục đó đã khép lại vĩnh viễn. Ở đây có nhiều Phật tử đã đi hành hương với thầy sang Ấn Độ và Nepal rồi. Quý vị nhớ nha, núi Linh Thú còn thấp hơn á, núi Bà Đen ở Tây Ninh 3 lần, thấp hơn núi Yên Tử ở Quảng Ninh á, gần 10 lần, thấp hơn núi Châu Thế 2 lần ở Đồng Nai. Đi bộ chỉ có 18 phút. Và cách chùa Trúc Lâm chưa được 3 cây số đường chim bay. Nếu đi bộ là 5 cây số. Đức Phật đã bỏ không ở núi nữa. Là bởi vì đó, đi núi mất thời gian. Và chùa mà Đức Phật ở và hành đạo cách Vương Thành, ha, tức là thủ đô của các tiểu bang, không quá 5 cây số đường chim bay. Tức là chiến lược của Đức Phật để cho mọi thành phần, bao gồm giới chính trị, giới dân nhân, giới trí thức, giới trẻ, thành phần lao động, có thể đến chùa học Phật nhanh chóng và dễ dàng. Khi đạo Phật đến Việt Nam, Trung Quốc, Nhật Bản, Nam Bắc Triều Tiên đó, thì các nhà sư có khuynh hướng lên núi cao và ở vào rừng sâu. Cái đó là tốt cho việc tự tu, nhưng mà không tốt cho việc nhập thế. Sau 6 tháng ở núi Linh Thú do không có chùa, suốt 44 năm rưỡi còn lại, Đức Phật không ở núi nữa. Chúng ta nên nhớ, không ở rừng nữa. Mặc dù mỗi ngày đó, Đức Phật đều đi ngang qua các cánh rừng để đi vào làng xã để truyền đạo, ăn cơm dưới gốc cây, chết ở rừng cây, sanh ra ở rừng cây, sống gần gũi với thiên nhiên là các rừng cây, nhưng không ngủ ở các rừng cây sau khi đã có chùa. Đó là tinh thần nhập thế của Đức Phật. Đạo Phật Đại Thừa đó thì rút 13 la mật còn lại lành 6, bắt đầu bằng bố thí. Đó là ứng dụng của tâm từ bi. Khi mà chúng ta nói là chúng ta thương người nào đó, thì Đức Phật dạy đầu tiên phải có Karuna. Đó là tâm cảm thông sâu sắc với các nỗi khổ niềm đau của tha nhân. Thứ hai
là phát triển metta, tức là tâm tư, bằng các hành động cụ thể nhổ lên khổ đau và mang lại hạnh phúc. Ứng dụng cụ thể nhất, thiết thực nhất của từ bi là bố thí. Mình nói mình thương cuộc đời, thương con người, mà ta khổ mình không tặng ta được đồng xu nào, thì đó là từ bi bằng miệng lưỡi, từ bi chót mũi đầu môi, chót lưỡi đầu môi. Chứ không phải là từ bi thật. Và đó là chính sách từ thiện của Đức Phật. Trong kinh Dược Sư chúng ta nhớ quyển thứ 11 á, ai khát cho uống, ai đói cho ăn, ai rách cho áo quần, ai lạnh á, cho mền, sau đó mới ban pháp vị nhiệm màu, tức là chân lý. Rất là thực tiễn. Người ta đang đói, đang khổ, thuyết pháp ai nghe? Không có thiết thực. Phải giúp cho người ta cứu gạt, cứu nghèo trước đi, thì mới đem chân lý đến, đạo đức đến được. Và đến bây giờ vẫn còn có nhiều tu sĩ kém hiểu biết về Phật giáo, rồi nhồi sọ các Phật tử hãy tu là không có đi làm từ thiện. Đang khi Đức Phật dạy trong hàng trăm bài kinh, ứng dụng từ bi qua hoạt động từ thiện và biến từ thiện thành là một nhịp cầu để dẫn dắt quần chúng vào đạo Phật. Có nhiều tu sĩ cực đoan vì hiểu biết Phật quá quá kém. Mình không làm từ thiện thôi, đừng có nói bậy, xúi dục bậy cho người khác bỏ từ thiện. Hai giá trị cốt lõi của đạo Phật đó là từ bi và trí tuệ, chúng ta nên nhớ. Từ bi để nhập thế phụng sự nhân sinh. Cho nếu đạo Phật mà cứ ở trong chùa đường sâu núi cao, bao nhiêu người đến, chúng ta sẽ bị thiểu hóa dân số. Hàn Quốc là một ví dụ điển hình. Công giáo và Tinh Lành là có mặt mới có 8 thập niên. Công giáo hiện nay đó, chiếm 24%, Tinh Lành 23% dân số của Hàn Quốc. Trên 55 triệu dân. Phật giáo có mặt từ thế kỷ thứ 4 Tây Lịch, vốn là quốc đạo của Hàn Quốc, với 85% dân số theo đạo Phật. Nay chỉ còn 18% dân số thôi. Nếu chúng ta không phát triển tâm từ bi qua các hoạt động từ thiện của bố thí, chúng ta không có cơ hội độ quần chúng nhiều lắm đâu. Và giá trị cốt lõi quan trọng bậc nhất, quan trọng tối hậu, không gì quan trọng hơn, đó là trí tuệ. Thì 6 ba la mật chúng ta nhớ là bắt đầu bằng bố thí, tức là từ bi ứng dụng, và kết thúc ở trí tuệ. Giữa chúng thì còn có đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Nếu không có đạo đức là vứt bỏ, không sai được. Không có kiên trì và tinh tấn thì không thể lập nghiệp thành công được. Lập nghiệp mà không có thiền định thì nghịch cảnh chút xíu là bỏ chạy, là bỏ đi, là trốn, là bỏ cuộc, đầu hàng số phận. Cho nên 4 yếu tố đó hỗ trợ cho phước huệ song tu, gọi đủ là 6 ba la mật, gọi gắn tắt là phước huệ song tu. Tức là lấy yếu tố đầu và yếu tố cuối thôi, còn chính giữa là ..................4 dấu chấm, gồm có đạo đức, tinh tấn, kiên trì và thiền định. Thì lãnh đạo Phật giáo toàn cầu là kêu gọi chúng ta đó, đưa giá trị từ bi và trí tuệ vào hoạt động chăm sóc bảo vệ môi trường. Chúng ta phải thương sự sống của dạng loài, trong đó có sự sống của con người, động vật và môi trường sinh thái. Nếu không có trí tuệ thì chúng ta không thấy được điều đó. Và không có từ bi thì cũng không thể làm được việc đó. Thế giới ngày nay kêu gọi cân bằng hệ sinh thái bằng việc tôn trọng và giữ gìn mạng sống của các loài động vật và các loài thực vật.
Hiện nay đó, môi trường biển chúng ta bị ô nhiễm nặng bởi các cái chai nhựa và túi ni lông. Rồi á, công nghiệp hiện đại gồm công nghiệp thép, công nghiệp giấy in, công nghiệp sản xuất các máy móc hiện đại đã làm cho môi trường đất, môi trường nước, môi trường không khí bị ô nhiễm nghiêm trọng. Thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội là hai thành phố ô nhiễm bậc nhất tại Việt Nam, và đến mức báo động, tức là không khí chúng ta không còn an toàn nữa. Khắp thế giới cũng như thế. Khi có từ bi thì chúng ta sẽ không khai thác nguồn tài nguyên thiên nhiên, không phá hoại môi trường và thiên nhiên, không phá hoại mạng sống của các loài động vật, không gây tạo chiến tranh, buôn bán vũ khí, gây tạo hận thù, phân hóa và phân biệt đối xử. Chỉ với tâm từ bi chúng ta mới làm được như thế. Và trí tuệ sẽ giúp cho chúng ta trung thành với lý tưởng như thế, cam kết với lý tưởng như thế, nỗ lực làm cho bằng được những việc như thế. Nên từ bi và trí tuệ là hai đôi cánh, là hai cái cánh của con chim, có thể bay cao bay xa. Trí tuệ không đủ, từ bi không cũng không được, mà phải song hành. Và áp dụng tứ trí tuệ và từ bi vào trong sự sống của mỗi cá nhân, gia đình, xã hội và trường học. Cho nên đó, ở mọi lĩnh vực, với vai trò làm chủ doanh nghiệp, làm chủ tập đoàn, thì các Phật tử nên bắt chước cư sĩ cấp cô độc, tức là dẫn dắt con cháu và nhân viên của mình đến đạo Phật, trở thành Phật tử thuần thành. Khi quý vị làm được điều đó thì quý vị sẽ không còn sợ công dân của quý vị ăn cắp thời gian của công làm việc riêng, không ăn cắp tài sản của công ty và tập đoàn quý vị để làm riêng, không móc hoặc tham nhũng hối lộ, không lũng đoạn, không chơi xấu, không hãm hại lẫn nhau, không phá hoại. Thì người Phật tử sợ các hậu quả xấu và sống đời đầu đức tốt. Cho nên khi tuyển dụng nhân sự, mà quý vị tuyển dụng nhân sự Phật là các Phật tử có tu học, thì quý vị khỏe re thôi, không sợ những điều đó. Nếu lỡ họ có làm thì họ cũng làm ít hơn những người không có tu, có ăn cắp cũng ăn cắp ít chút, có lừa đảo cũng lừa đảo ít chút. Rồi lương tâm của họ dần xé họ để làm cho họ không dám làm nữa trong tương lai. Cho nên thầy đề nghị đó, cũng là tuyển dụng nhân sự vào các vai trò thích hợp, ngoài bằng cấp và kinh nghiệm cũng như là trình độ chuyên môn, quý vị nên có chính sách ngầm ưu tiên một cho các Phật tử. Đó là nhà lãnh đạo thông minh. Chúng ta không có phân biệt đối xử, vì người Phật tử học đạo đức tốt, sống đời đạo đức tốt, có trí tuệ và từ bi. Từ bi thì biết bố thí cúng dường, thì ăn cắp của công để làm gì? Một tay làm tội, một tay làm phước để làm gì? Hai tay không làm tội mà chỉ có làm phước không? Đó là sự thông minh của Phật tử. Hiện nay đó, nhiều Phật tử với vai trò lãnh đạo CEO, CFO, chủ tịch hội đồng quản trị, tổng giám đốc hay lãnh đốc của các công ty và tập đoàn đa ngành, tập đoàn đa quốc gia, nâng đỡ và giúp cho nhân viên của mình trở thành Phật tử. Tập đoàn WinGroup đó, thì lãnh đạo ở những vai trò quan trọng đều là Phật tử. Phó tổng giám đốc của WinGroup đặc trách về WinFast là chồng của chị Giác Diệu Thanh, trong nhóm đạo ca của chúng ta này. Anh ấy là Phật tử, rất thông minh, rất khiêm tốn, rất hiền hòa, rất nhỏ nhẹ, giống như là tu sĩ.
anh ấy giỏi cực kỳ về công nghệ xe hơi. Tổng công ty may mặc 10 là một cái công ty tập đoàn đa ngành, bắt đầu từ may, bây giờ mở giáo dục, rồi đầu tư nhiều lĩnh vực khác. Mỗi tháng đó, chủ tịch hội đồng quản trị là Phật tử, tổ chức ăn chay và thuyết giảng một lần cho 3.000 công nhân. Và cứ mỗi lần phát phiếu cho ta đăng ký thì trung bình 1.000 người, tức là 1/3 tham dự. Và trong ngày đó là ăn chay, nghe thuyết giảng, tụng kinh, ngồi thiền. Thầy đó giảng ở đó một lần. Công ty gỗ Tân Thành ở Bình Dương, hai vợ chồng là Phật tử. Trong khu vực công ty á, là có cái ngôi chánh điện luôn. Sáng khuya đó và tối á, vợ của tổng giám đốc lên chùa làm chủ lễ tụng kinh, các công nhân á, là lên tụng kinh theo. Mặc dù không ép buộc gì hết á, thì công nhân á, được á, là chăm sóc rất tốt, cho ở nhà miễn phí ở trong khu vực của công ty, như là những người thân với nhau. Hàng trăm các công ty như thế với sự dẫn dắt của các Phật tử. Chúng ta phải cố gắng làm việc đó, trở thành con chim đầu đàn. Để cho người thân của chúng ta đó đều có cơ hội trải nghiệm chân lý Phật trong cuộc sống. Vì chân lý Phật không dành riêng cho chúng ta, mà phải chia sẻ với mọi người. Cho nên ai đang làm chủ công ty, chủ tập đoàn mà còn ngại để cho mọi người tự giác ngộ là dở. Chúng ta phải xem đó là trách nhiệm đạo đức đi. Chia sẻ hạnh phúc đó cho người khác, chúng ta bằng mọi cách, với sự khéo léo và tấm gương cao quý của mình, giúp cho các nhân viên của mình lần lượt trở thành Phật tử hết. Lãnh đạo của Quỹ Đạo Phật ngày nay thì hai người phó chủ tịch, thầy không cần nói tên quý vị biết rồi. Đến ngày chủ nhật cái khóa tu thì cho nhân viên tế để làm công quả, cho nghỉ một ngày làm việc mà vẫn ăn lương. Vận động chồng con cháu anh chị em từ đạo Hòa Hảo trở thành đạo Phật, cho nhân viên tham dự khóa tu xuất gia giao duyên, cho nhân viên tham dự khóa tu chủ nhật. Đó là thông minh đấy. Vì họ là Phật tử rồi thì họ sẽ có được cái cơ hội học tinh tấn, học kiên trì, học chân thật, xóa đi những cái thói hư tật xấu, thì họ sẽ sống tốt, sẽ bệnh khỏe, họ đóng góp tốt hơn. Vì làm tốt cho người khác là thực chất là đang làm phúc cho mình mà. Đó là giáo dục giá trị cốt lõi của đạo đức bằng trí tuệ. Thì trong cộng đồng, trong gia đình, trong trường hợp, trong trường học, trong doanh nghiệp, chúng ta phải cam kết đưa hai giá trị cốt lõi của đạo Phật, đó là từ bi và trí tuệ vào. Chứ còn chỉ có niệm Phật không, lại Phật không, chỉ thần chú không, tụng kinh không, không ăn chung gì đâu. Đó là những hỗ trợ cho chúng ta tu thôi. Phát triển tâm mới thật là tu đích thực. Và giá trị cốt lõi quan trọng nhất của tâm, đó là trí tuệ và từ bi. Cách đây 3 hôm thầy mới thuyết giảng tại tập đoàn Hanaka ở Bắc Ninh. Và anh Ngọc Anh làm chủ tịch hội đồng quản trị và chủ của tập đoàn này đó, sanh ra trong khuôn viên của một ngôi chùa và lớn lên từ đó. Cho nên đó, khi làm giàu ở tuổi 20 đến bây giờ, anh ấy đã xây được 20 ngôi chùa đó. Và anh ấy luôn luôn nhắc nhở thành phần lãnh đạo trong tập đoàn của mình về triết lý Phật và giúp cho họ làm Phật tử. Nên khi thầy nghe tin thầy ra thuyết giảng tại công ty đồ gỗ mỹ nghệ Hứa Mai
cho 300 nhân viên, các giáo sư, các nhân sĩ tri thức ở gần công ty của anh. Thì anh đã tranh thủ cơ hội sau buổi thuyết giảng của thầy, mời thầy qua bắt cóc bỏ dĩa thuyết giảng cho nhóm lãnh đạo 70 người. Đó là không bỏ lỡ các cơ hội tốt để mở mang cho nhân viên của mình tầm hiểu biết về Phật giáo. Và ngồi nghe anh tâm sự chia sẻ những việc anh đã làm á, đóng góp cho cộng đồng và xã hội thì rất là đáng kính trọng. Chúng ta cần phải có nhiều đại gia Phật giáo, không chỉ giỏi về kinh tế, đóng góp cho xã hội về kinh tế, mà phải giỏi về Phật học, rồi tạo điều kiện cho các nhân viên trở thành Phật tử. Chúng ta cần lắm những con người như thế để mang hai giá trị cốt lõi của đạo Phật, đó là trí tuệ và từ bi vào trong cuộc sống.